Xin chào và xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hà Audio. Ngày hôm nay thì với cái tiêu đề là đến hơn 80% những cái người chơi audio, những người đam mê âm thanh đều mắc phải cái lỗi sai lầm này thì đó là gì đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì mời các bác cùng với lại kênh Thanh Hà Audio cùng chúng ta cùng nhìn nhận cái quãng đường mà chúng ta đã trải qua xem có đúng là chúng ta đã mắc cái sai lầm như vậy hay không các bác nhá. Thì theo cái cách nhìn của em đúng không ạ? Đến trên 80%, đặc biệt là đối với những người mà mới bước chân vào đúng không ạ? Chúng ta đầu tư những cái bộ dàn như thế này đúng không ạ? Thì chúng ta thường mắc phải cái sai lầm là nó không thỏa mãn được cái mà chúng ta đang kỳ vọng ở đây đúng không ạ? Mặc dù là chúng ta khi mà chúng ta quyết định chúng ta đầu tư, chúng ta mua đúng không ạ? Thì tất nhiên là nó phải hay chúng ta mới mua đúng không ạ? Nhưng chúng ta chưa biết ở đây là hay, nó hay ở cái gì đúng không ạ? Chúng ta cũng chỉ biết là nó hay mà thôi đúng không ạ? Thì trong về cái lĩnh vực âm thanh này đúng không ạ? Thì nó còn chia ra rất nhiều cái hay đúng không ạ? Đặc biệt là có bác thì thích cái giải bát hay này nè. Những cái bác đấy thì thường là yêu thích cái sự bạo lực này đúng không ạ? Giải trung hay này, yêu cái sự ngọt ngào này, chẳng hạn như thế đúng không ạ? Giải tép hay này, yêu cái sự tinh tế này, tí tách ở trên giải cao này đúng không ạ? Và đương nhiên là nó còn có về trung trầm rồi đúng không ạ? Trung trầm, trung cao, rồi siêu cao nữa đúng không ạ? Thế nên là chúng ta mặc dù là nó hay thật đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không biết nó hay ở cái gì đúng không ạ? Thì chúng ta cũng chưa biết được rằng là chúng ta cái gu nghe nhạc của chúng ta nó là gì đúng không ạ? Và khi đấy thì chúng ta mới bỏ tiền ra chúng ta mua về nhà đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu trải nghiệm thì chúng ta mới biết rằng cái gu của chúng ta là như thế này, tôi đang thích cái này, tôi đang tìm kiếm cái như thế này đúng không ạ? Thì khi đấy thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta chúng ta có một chút ít về nhận thức này đúng không ạ? Chúng ta lúc đấy mới đầu tư đúng đắn được đúng không ạ? Thì cái vấn đề này không chỉ riêng là đối với các bác mới bắt đầu vào trong cái lĩnh vực âm thanh này, và đối với các bác đã chơi lâu năm rồi thì cũng mắc phải những cái sai lầm như vậy đúng không ạ? Thực chất thì dường như là cũng không có một cái sản phẩm nào mà có thể đáp ứng được đầy đủ các cái yếu tố cũng như là cân bằng được đúng không ạ? Được cái này thì lại mất cái kia. Vì vậy mà nên mà chúng ta lên chọn theo cái sở thích của chúng ta mong muốn cái gì trong cái bộ dàn đúng không ạ? Chúng ta muốn nó như thế nào, nó trở nên như thế nào thì chúng ta chọn đồ đánh này, chọn loa này sao cho nó phù hợp với lại cái gu cũng như là khai thác được cái điểm mạnh nhất ở trên cái sản phẩm của mình đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta không mắc phải cái sai lầm đấy bây giờ đúng không ạ? Thì một là các bác có thể là đầu tư về thời gian đúng không ạ? Đầu tư về thời gian bằng cách là chúng ta đi nghe nhiều, là đi trải nghiệm nhiều lên này đúng không ạ? Để chúng ta biết được rằng là chúng ta thích cái gì, cái gu của chúng ta là cái gì đúng không ạ? Đấy. Một cách thứ hai nữa là chúng ta mua trực tiếp về nhà đúng không ạ? Cái bài học rất nhanh đúng không ạ? Những cái bài học nhanh là những cái bài học mà chúng ta phải học bằng tiền đúng không ạ? Thì là chúng ta mua về nhà những cái sản phẩm như này, chúng ta trải nghiệm đúng không ạ? Thì mỗi một lúc đấy thì chúng ta lại có được một cái chút về kiến thức về âm nhạc này đúng không ạ? Có một cái sự nhìn nhận nó nghiêm túc hơn, nó đứng đắn hơn đúng không ạ? Và thứ ba là chúng ta phải biết được đâu là điểm dừng đúng không ạ? Khi mà chúng ta, tất nhiên là cái con người thì luôn luôn là có lòng tham đúng không ạ? Luôn luôn có lòng tham và cũng chẳng biết đâu là điểm dừng, thì khi đấy thì bắt buộc chúng ta phải biết được cái điểm dừng, chúng ta lên dừng ở đâu đúng không ạ? Nên dừng ở cái vị trí nào, như thế nào là đủ rồi. Thì chỉ khi là chúng ta thực sự là đúng đắn này, có cái nhìn nghiêm túc về nhạc này đúng không ạ? Chúng ta biết chúng ta cần cái gì và chúng ta biết được đâu là điểm dừng, thì khi đấy thì chúng ta không mắc sai lầm nữa đúng không ạ? Chỉ có mỗi cách một cách như là như vậy thôi đúng không ạ? Thì cũng không phải là chúng ta đầu tư những cái khoản mà chúng ta đầu tư ban đầu ra là chúng ta mua những cái sản phẩm nó cao cấp, những cái sản phẩm như thế này về thì nó không có một cái ý nghĩa gì với chúng ta. Không phải là như vậy đúng không ạ? Không phải. Chúng ta đầu tư ra, chúng ta mua, chúng ta đã được cái sự trải nghiệm đúng không ạ? Được cái sự trải nghiệm, được cái kiến thức rồi. Không phải là chúng ta đầu tư ra nó không có một cái ý nghĩa gì, là không phải đúng không ạ? Chúng ta đã mua được cái sự trải nghiệm rồi, và cái trải nghiệm đấy thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải bỏ ra bằng tiền rồi đúng không ạ? Ở trên đời này đấy thì và em nhìn nhận thôi các bác nhá, có hai cách học, có hai cách học chính. Một là chúng ta phải bỏ thời gian ra để chúng ta học đúng không ạ? Bỏ thời gian ra nó thực sự là hiệu quả khi mà chúng ta học một cách nghiêm túc, và thứ hai là chúng ta phải học bằng tiền đúng không ạ? Thì đối với em đúng không ạ? Em đang trình bày là cái quan điểm của mình thôi. Đối với em cái mà em sợ nhất ấy, đó là thời gian. Em sợ mất thời gian học được tất cả các bài học, học được bằng tiền đối với em nó thực sự là nó rất rẻ đúng không ạ? Cái mà em sợ đánh mất nhất đấy nó chính là thời gian. Thế nên là chúng ta cũng luôn
tức là đầu tư một cách nó chuẩn chỉ nhất đúng không ạ? Mất tiền cũng được nhưng mà đừng để mất thời gian. Đấy thì các bác cứ thử thử suy nghĩ lại xem là cái quãng đường mà mình trải qua, mình đầu tư về âm thanh xem nó có đúng là như vậy không các bác nhá. Thì bản thân em thì cũng mắc đều, ai cũng như vậy thôi, đều cũng phải trải qua từng cái giai đoạn một đúng không ạ? Nó cũng giống như là một cái môn học mà thôi đúng không ạ? Chúng ta không thể nào mà chúng bắt chúng ta là học một phát thì chúng ta giỏi ngay được, không phải, không có ai làm được cái điều đấy cả. Chúng ta đều phải học lên từ từ, và mỗi một năm các hãng lại ra thêm một cái mẫu mã mới nữa, nên là chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta đuổi theo, chúng ta tìm kiếm những cái nó hoàn hảo hơn thì rất khó. Vì vậy mà các bác cũng nên biết là đến đâu thì chúng ta lên dừng đúng không ạ? Đấy, vì vậy mà em vẫn khuyên khách hàng của mình rằng là chẳng hạn như là khách hỏi về loa đúng không ạ? Hỏi về loa thì đánh với con âm ly gì, nhà anh có con âm ly gì rồi, có đánh được chưa đúng không ạ? Tức là mình làm sao mà mình phải khai thác, chẳng hạn như là một cái chiếc âm ly 20 triệu đi đúng không ạ, cho ra được một cái chất âm 7 điểm đúng không ạ, một cái chiếc âm ly 60 triệu cho ra được một cái chất âm chỉ có 8 điểm đúng không ạ, thì tại sao lại không chọn cái chiếc âm ly có giá 20 triệu đúng không ạ? Nó không hay được gấp đôi nhưng mà cái giá tiền chúng ta phải bỏ ra gấp đôi đúng không ạ? Thế nên là thôi cứ tạm dùng cái 20 triệu đã, thế là được rồi, ok rồi đúng không ạ? Mặc dù là trong về cái vấn đề về âm thanh này, âm thanh, hội họa, nghệ thuật nó chỉ chênh nhau nó không phải mấy điểm thôi, nhưng nó cũng là một cái giá thành, cái giá tiền mà chúng ta phải bỏ ra rất là lớn ở trong đây rồi đúng không ạ? Các bác cũng thử suy nghĩ và xem đúng không ạ? Chúng ta nâng cấp một sợi dây 10 20 triệu đúng không ạ? Nó không thể hay hơn được là cộng thêm vài điểm đấy, nó chỉ hay hơn được một chút thôi, nhưng mà chúng ta vẫn đầu tư đúng không ạ? Trong lĩnh vực âm thanh này là vậy, đặc biệt là bên hội họa thì chúng ta còn phải bỏ ra rất nhiều tiền, nhiều hơn nữa rất là nhiều đúng không ạ? Đấy thì cái video của ngày hôm nay ấy, thì cũng không phải là cái video mà nó mang tính chất là các bác cứ coi nó là cái video mà em nói phét đi đúng không ạ? Em nói phét, em nói vui với các bác đi, để các bác cũng là đây cũng là một cái cơ hội mà chúng ta thử suy nghĩ lại xem là cái quãng đường mà chúng ta đi qua có đúng là như vậy không, và cái quãng đường tới này trong cái lĩnh vực này thì chúng ta nên đi như thế nào để cho nó chuẩn chỉ nhất đúng không ạ? Thì các cái khách hàng của em thì cũng cũng nhiều nhiều bác cũng phản hồi lại rằng là anh cũng không hiểu tại sao mà ngày trước anh lại mua cái sản phẩm như vậy đúng không ạ? Mặc dù là nghe ở đây rất là hay rồi nhưng mang về nhà nó lại không hay nữa, thì cũng không biết là mình sai ở đâu, hoặc là mình nghe trên mạng rất là hay rồi nhưng mang về nhà mình nghe lại không hay nữa. Thì lúc đấy là chúng ta mới có một cái thời gian thật sự là chín chắn, chúng ta ngồi chúng ta nghe kỹ đúng không ạ, thì chúng ta mới phát hiện ra được, chứ cưỡi ngựa xem hoa thì rất là khó, chúng ta không 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 biết được. Đặc biệt là đối với lại các bác hay nhận mình rằng là tôi có đôi tai vàng như này, đôi tai vàng như kia, thực sự là cũng có thể là em thì cũng có thể là mình cũng chưa thính tai bằng bằng các bác ấy, nên là mình cũng hơi phán hơi bừa, nhưng mà em nghĩ rằng là cái đấy rất khó. Ông có thể là ông tinh như thế nào thì tinh, không thể nào mà có ông nghe một phát ông biết đã biết ngay là được là nó thiếu cái gì, thiếu cái này, thiếu cái kia. Như thế thì thực sự là cũng rất giỏi, cũng giỏi hơn cả cái máy đo máy nghe của người ta đúng không ạ? Giỏi quá. Thì cũng có thể là mình cũng sai, thế nhưng mà đa phần thì là vậy, cũng như là cái áp đặt của cách suy nghĩ của người này vào cách suy nghĩ của người kia đúng không ạ? Thế nên nào, cái video của ngày hôm nay chém gió, mục đích là chém gió, em nêu ra được một cái câu chuyện như thế này để chúng ta cùng nhìn nhận lại xem nào nó có đúng là như vậy không, và cái hướng giải quyết của sau này là như thế nào đúng không ạ? Thì cái video này nó không nhằm vào mục đích để bán hàng đúng không ạ? Em cũng không không phải là cái người người bán hàng, nó tức là không phải là một người bán hàng mà cái lợi nhuận nó đặt lên hàng đầu, tức là em vẫn là hỗ trợ các bác để cho các bác cùng chơi đúng không ạ? Acufei, Lucman đúng không ạ? Thì nó hai cái thương hiệu này nó gần như là nó rất là có giá trị Việt Nam đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì nó lấy ở bên Nhật về rất dễ, và em thấy các bác chơi Việt Nam, các bác chơi Việt Nam thì tìm kiếm những cái con máy zin nó đã khó rồi, tìm kiếm những con máy đẹp nó lại càng khó hơn, tìm được những cái nơi uy tín nó lại lại thực sự lại lại càng khó đúng không ạ? Thế nên là tại sao mà mình không lấy được cái điểm mạnh của mình lại bù đắp, cũng như là mang đến cho mọi người, ai cũng được dùng iPhone, cũng được sử dụng Acufei này, ai cũng được sử dụng Lucman này, các bác cứ xem kênh thì đúng không ạ? Sau này có cơ hội dùng được hết đúng không ạ? Đấy thì đây cũng là một cái video để chúng ta cùng trải nghiệm, cùng nhìn nhận lại cái vấn đề này các bác nhá, cùng xem lại cái quãng thời gian qua mình đã sai ở đâu, cũng như là làm thế nào để trong cái thời gian tới chúng ta không phải mắc thêm một cái sai lầm nào nữa đúng không ạ?
Đấy, thì video này thì nó chỉ có như vậy thôi, đúng không ạ? Các bác cũng lấy video này để chúng ta tham khảo, cũng như là dành một chút thời gian để chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề này các bác nhé. Vâng ạ, cái video này thì em xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video, và xin chúc các bác nghe nhạc vui vẻ, và chúc các bác có những cái sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cái vấn đề phối ghép âm thanh các bác nhé. Xin cảm ơn ạ.